Khả Năng xin kính chào tất cả quý vị, chị, bà con, các bác cùng toàn thể mọi người. Khả Năng ô tô chuyên mua bán trao đổi những dòng xe đã qua sử dụng từ 2 đến 7 8 chỗ ngồi. Hiện tại thì nhà em đang về rất nhiều xe. Cuối năm rồi, nhà em mua cũng rất là gấu, xe đẹp, mình mua đời cao, giá cao. Quý vị, chị, bà con nào anh em mình quan tâm được, anh em mình qua cửa hàng Khả Năng ở Hà Nội, Hải Phòng để xem xe, cân đối, đổi các, trao đổi hoặc là mua mới trực tiếp làm việc với Khả Năng qua số điện thoại 0326062789. Rất nhiều những mẫu xe mới về đây, hôm nay có khoảng chục chiếc thì em sẽ lên sóng phục vụ cho quý vị chị những mẫu xe mới về trong chiều ngày hôm nay. Ngày 18 tháng 12 năm 2023. Khả Năng ô tô trân trọng cảm ơn tất cả mọi người đã luôn quan tâm theo dõi. Hãy nhớ đăng ký kênh, follow và chia sẻ giúp em, vì đó là nguồn động lực to lớn để em làm những video tiếp theo và phục vụ cho quý vị anh chị tiện theo dõi hơn. Anh em mình cứ alo trực tiếp làm việc cho dễ nhá. Hôm nay thì có i10 bản đủ màu trắng sedan 5 chỗ 2 đầu đời 2018, một chủ từ mới. Chiếc xe này máy zin, keo chỉ zin, bản đủ hình như không phải một chủ không nhỉ? Hình như một chủ đấy. Xe này thì đời 2018 mà cửa tiền là 279 triệu đồng anh em ạ. Giá hợp lý nhỉ, bản đủ. Có làm trả góp được nhé. Mẫu này trả góp khoảng tầm khuôn 50% hoặc là 60%. Ví dụ anh em mình có khoảng, đây là 208 đi, thì anh em mình có khoảng tầm 130, 120 là làm được rồi không nhé. Còn đâu là ngân hàng, bên em có hỗ trợ bao xăng tên đổi chủ cho bà con các anh chị với mức giá là 279 triệu đồng tại cửa hàng. Tất nhiên khách hàng Khả Năng ô tô vẫn còn giảm giá độc lá và bao rút hồ sơ. Quý vị chị bà con là anh em mình quan tâm được, anh em mình qua cửa hàng xem xe liên hệ với Khả Năng qua số điện thoại 0326062789 nhé. Mẫu xe này mang nước sơn màu trắng rất là đẹp, sơn zin theo xe, không đổi màu, không đâm đụng va chạm, không bấm nước, keo chỉ zin, tư nhân chính chủ, không khoan đục, không taxi. Nếu dòng này mà qua taxi dịch vụ rồi thì nó nhanh quanh khoảng tầm 250. Còn chiếc này thì nó là xe gia đình, nhanh quanh tầm 275 triệu đồng và bao vào tên, biển 11 Cao Bằng. Anh em mình ưng được thì bên em có rút hồ sơ sang tên đổi chủ cho bà con có anh chị với mức giá là 279 triệu đồng. Tất nhiên có giảm độc lá, máy zin, keo chỉ zin nhé, không đổi, sạch sẽ, sơn xi trong ngoài nét căng luôn. Tiếp theo thì Accent. Accent nhà em về rất là nhiều. Đây là Accent biển Quảng Ninh này, biển Hải Phòng. Khả Năng này sẽ chốt cho anh em trai người Hải Phòng rồi. Anh em mình tin tưởng ủng hộ sang nuôi nhau ra ngoài hãng tép rồi, thoải mái. Đời cao mà, anh em mình cứ mua thoải mái thôi. Bên nhà em thì làm rất là nhiều xe, nhiều sự lựa chọn. Đây là phiên bản số tự động đời 2019 với cửa tiền 390 triệu đồng. Anh em nào cảm thấy hợp lý được anh em mình chơi. Có những chiếc thì bản ADH thì nó tầm khoảng hơn 400. Còn bản này thì tầm khoảng 390 anh em mình nhận được rồi nhé. Chính xác thì cửa hàng đang rao bán là 398 triệu đồng, nhưng mà có giảm, có lốc lá và bao rút hồ sơ cho bà con các anh chị với mức giá là 390 triệu đồng thôi. Anh em mình sẽ sở hữu một mẫu xe đời 2019 bản AT số tự động, xe đẹp, sơn zin, máy thân vỏ zin hết, keo chỉ zin, đời 2019, một chủ thứ mới, biển Quảng Ninh, tên tư nhân. Động cơ 1.4 dòng xe Hàn Quốc thương hiệu của Hyundai. Mẫu xe Accent này nó động cơ 1.4 số tự động, nó sẽ tiêu hao của chúng ta loanh quanh khoảng tầm khuôn 5 lít rưỡi 6 lít trên 100 km. Đăng kiểm tháng 12 năm 2025, xe rất là dài đăng kiểm. Này nội thất đẹp như mới luôn, củ số vô lăng tiết kiệm nhiên liệu. Dòng này thì máy eco, trần nỉ nguyên bản, ghế bọc da, củ số đẹp, vô lăng rất là đẹp luôn, xe rất là mượt luôn các bác này. Đấy, mẫu này trả góp anh em mình trả trước khoảng tầm 130, còn đâu là làm ngân hàng các bác nhé. Còn đâu lợi ngân hàng khoảng tầm 270. Mỗi tháng trả 3 đến 5 triệu đồng, mà tiền lãi thì mỗi 100 triệu thì anh em mình khoảng tầm là 10,4% một năm, ví dụ như 900.000 một tháng. Ví dụ như này bây giờ là 100 triệu anh em mình sẽ lợi một khoảng tầm 9 triệu rưỡi một tháng. Đấy. 9 triệu rưỡi một tháng chứ quên mất. 1 tỷ mới có 9 triệu rưỡi thôi quý vị chị ạ. Anh em mình cân đối làm sao hợp lý được anh em mình đến cửa hàng xem xe. Kia Rondo là dòng xe máy dầu các bạn. Số tự động, động cơ 2.0 đời 2019. Đấy, mà giá rất là rẻ các bác. Sorry bà con, chiếc này thì em báo nhầm vì nó là mà máy xăng nhé. Đời 2019 Kia Rondo máy xăng, động cơ 2.0 7 chỗ ngồi, thương hiệu của Kia, đời 2019 rất là mới, màu trắng đẹp, nét căng 308. Vì giật mình ấy, vì còn tưởng cái con 2016 em vừa mua cơ. Máy dầu mang về đây cơ, nhưng mà đây là 2019 rồi. Form mới các bác nhé. Chiếc xe này thì đời 2019, động cơ 2.0 7 chỗ, máy xăng, số sàn, mang thương hiệu của Hàn Quốc, nhập khẩu thương hiệu thì Hàn Quốc mà sản xuất lắp ráp tại Việt Nam. Đời 2019 ở Việt Nam, 16 thì ở nước ngoài, ở Hàn Quốc. Đấy, Rondo này thì nó nhỏ gọn hơn so với những dòng xe khác, nên chính vì thế giá nó tiền nó cũng rẻ. So với những dòng xe như Xpander thì không rộng bằng, nhưng mà nó 2.0 nó khỏe khoắn, đi sướng hơn nhiều. Cái Rondo này nhà em đang niêm yết cửa hàng là 385 triệu đồng, tất nhiên có giảm độc ná rồi. Bà con nhìn này, về cái củ số thì không khác gì Accent cả, không khác gì Kia Rio luôn. Củ số này, vô lăng thế, Kia Soluto giống hệt nhau. Nó mang cái form dáng thì nó to hơn và nó rộng rãi hơn ở 7 chỗ thôi, chứ còn thật ra nó như nhau hết các bác nhé. Và xe nó cũng rất là lành, bền, tiết kiệm nhiên liệu với động cơ 2.0 sang tầm khoảng khuôn 9 lít trên 100 km. Anh em nào mua được xe này về chạy dịch vụ cũng rất là ok. Hơi nhỏ một chút so với Innova và có nhẹ nhỏ hơn cả Xpander, nhưng mà giá tiền thì cũng nhỏ hơn rất là nhiều. Innova tầm này anh em mình không thể mua rẻ hơn được đâu. Quý vị anh chị này thích Rondo thì anh em có thể qua cửa hàng ngắm nghía chiếc này nhé. Đời 2019 rất là mới,
hỗ trợ trả góp từ đời 2016 trở lên, bên em có hỗ trợ trả làm trả góp cho bà con các anh chị luôn. Nên bà con cứ an tâm. Về xe cộ thì cứ cam kết tình trạng báo cho bà con, nét căng đi bà con an tâm nhé. Đó, tiếp theo thì dưới này còn mấy con nữa, em sẽ lên sóng review lốt cho bà con các anh chị này. Bộ đôi xe này thì có con màu đen và màu trắng. Con màu đen thì bản thiếu thì số tự động thì nó nhanh quanh khoảng có 398 triệu đồng thôi. Nhưng mà bản đủ số tự động thì nó kênh ngoài hơn 401 tí các bác nhé. Anh em nào cảm thấy hợp lý được thì anh em mình lựa chọn này. Đời 2019 nhà có màu đỏ đây 2021, màu đen 2019 412 triệu. Nhưng chiếc này màu trắng thì được giá hơn tí, bán 428 thì cũng bớt cho bà con một chút nữa để bao rút hồ sơ. Kéo chỉ thì zin, dòng này anh em chạy dịch vụ ok luôn. Không biết chủ cũ chạy dịch vụ không nhưng mà nội thất độ rất nhiều đồ chơi các bạn. Đấy, các bác nhìn này. Support, spec đầy đủ hết rồi. Có thể là không, có thể là có nhưng mà xe rất là đẹp, nói chung là không lỗi. Đấy, giá tiền thì anh em mình có bớt, có giảm nọc lá và bao rút hồ sơ. Nên có hai màu cho anh em để chọn, màu đen, màu trắng. Trong nhà còn có màu đỏ và màu vàng cát, màu bạc nữa. Số tự động, số sàn nhà rất là nhiều. Quý vị anh chị tha hồ lựa chọn. Và bên em có hỗ trợ làm trả góp các bác nhé. Ngân hàng. Mà lãi suất bây giờ đang rất là ưu đãi nhé, chỉ 10,4% một năm. Đồng nghĩa việc này nếu anh em chia nhỏ ra 12 tháng thì khoảng 9% một năm thôi. Rất là tiết kiệm, tiết kiệm tiền. Đợt này lãi rất là thấp nhé. À, Santa Fe mới về, khả năng vừa đi mua về. Đấy. Hôm qua thì đi mua chiếc Nissan Sunny về ở trên Yên Bái về. Sau đó thì về qua Hà Nội lấy chiếc này. Santa Fe bản EVGT đời 2009, máy mới nhá. Máy EVGT form mới, đời 2010. Đấy. Số tự động, nhập khẩu Hàn Quốc nguyên chiếc, động cơ 2.0 máy dầu. Mà dầu tiết kiệm nhiên liệu tuyệt đối luôn, chạy êm ru các bạn, êm ru nó không nghe tiếng động luôn. Xe xuất sắc luôn, đẹp, keo chỉ zin, không lỗi. Không đâm đụng va chạm ngập nước, sơn xi sạch sẽ, máy gầm ngon. Đây này, xe vẫn còn à. Yêu cam nhìn nốt nhìn sướng lắm anh em nhé. Anh em bật xi nhan phát là nó cam nhìn nốt ngon ngay. Ghế điện này, cửa lóc, sấy ghế, túi khí, ABS, điều hòa auto. Đấy, full đồ chơi, phụ kiện. Đấy, quần áo của em đây, mặc cái áo luôn cho đỡ rét. Rét quá các bạn. Thời tiết giờ thực sự là bây giờ anh em mình nên sắm cho mình một ngay một chiếc xe đi để đi các bạn. Nên sắm sớm đi. Bây giờ đùng một phát đang nóng nóng tự dưng nó lại lạnh. Mặc phong phanh phát là biết ngay. Quý vị chị và con nào anh em đi qua cửa hàng có thể vào cửa hàng này. Khả năng mời nước nhé, chưa đến em mời cơm. À, anh em mình không ngại thì ăn cơm với cơm thường với em. Ở nhà rất nhiều xe đây quý vị chị ơi. Xe còn rất là nhiều. Đây trong bãi nhà em còn đến vài trăm cái. Anh em mình tha hồ lựa chọn nhé. I10 sedan các thứ, taxi làm hết các bạn. Nói chung là tình trạng xe cộ cứ báo chuẩn với nhau là được, chứ còn xe gì thì chả làm. Xe cũ, xe đẹp, xe xấu nó có rồi. Nên anh em mình cứ không sao cả. Cứ báo tình trạng chuẩn với nhau là anh em mình dã thôi. Dưới này có Mazda 2 đời 2016 mang nước sơn màu trắng nhé, động cơ 1.5. Dòng máy Skyactiv này thì mang nước sơn, nó sẽ tiêu hao tầm khoảng 5,5-6 lít trên 100 km, siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Với động cơ 1.5 số tự động thì dòng này không có số sàn. Chính vì thế nên người ta chỉ mua chủ yếu về đi cho gia đình, dịch vụ thì rất là ít. Đấy, đời 2016 mà giá tiền rất là ok, 350, bao vào tên. Các bác nhé, chính xác thì 355 triệu đấy, để nhé 350, bao vào tên. Đấy, đời 2016 động cơ 1.5, biển Hà Nội, tên tư nhân. Chào chú. Xe rất là nét này các bác nhìn này. Ghế da nguyên bản theo xe từ đầu nhá, keo chỉ không mất phần nào luôn. Nội thất rất là đẹp luôn. Đây lỗ start top, túi khí, phanh ABS, na đăng đúc, tất cả mọi thứ là theo xe. Đấy, nốt R16. Sơn zin theo xe mà sơn rất là đều đẹp, không có lỗi. Đấy các bác nhìn này, biển Hà Nội nữa, anh em mình rút hồ sơ sang tên đổi biển bất cứ lúc nào. Hà Nội cũng được mà không Hà Nội cũng được. Bây giờ xe cũ về Hà Nội không mất tiền nữa rồi, anh em mình mua cũng dễ hơn. Quý vị anh chị nhá. Tiếp theo này. Avanti đời 2014. Chiếc này thì số tự động đời động cơ 1.6 phân khúc hạng C, màu Mazda sơn màu đen biển Hưng Yên. Chiếc này vừa về bên cửa hàng nhà khả năng ô tô thôi mà chiếc này cực kỳ ok. Đi sướng lắm các bạn, số tự động mà động cơ 1.6, cửa lóc, túi khí, ABS đầy đủ. Dòng này nó dùng chung máy với dòng Kia Forte nhá, nên là độ bền cao, tiết kiệm nhiên liệu. Form dáng thì nó cũng đẹp. Các con này là xấu nhất bộ la răng nhưng mà số sàn thì xấu thôi, chứ số tự động thì nó rất là đẹp, la răng của số tự động rất là mượt luôn. Chiếc này thì nhà em đang bán với mức giá là 298 triệu đồng, để anh em 299 nhé, bao vào tên. Đấy, tiếp theo Kia Forte này. Kia Forte các bác nhìn này, ui dồi ôi, màu trắng đẹp thế. Kia Forte đây, nó chính là dùng chung với máy Avanti đấy. Các bác nhìn này, số sàn đây, đời 2012 nhỉ. Chiếc này đời 2012 mà cửa tiền có 240 thôi. Ui anh em ơi, đẹp nét căng luôn, không một nỗi nhỏ luôn. Sơn xi máy gầm rất là nét, đẹp các bác này. Nổ êm nhỉ, máy con này nổ êm thực sự luôn, 245 triệu đồng. Bản full nhé. Có cửa lóc luôn này, có cửa lóc, túi khí và phanh ABS nhé. Động cơ 1.6 mà máy nó lổ êm không nghe tiếng động này.
Thực sự con này là máy nổ rất là êm luôn, à, xe đẹp. Keo chỉ thì zin không lỗi, à, carbon chưa hạ này, đấy còn rất là ngon luôn. Form mới có xi nhan gương mới này, nhìn các bác nhìn, nội thất đẹp chưa. À, phím bấm vô lăng tích hợp, màn hình Android điều hòa auto, à, gương kính chỉnh điện, cục xòe gương, keo chỉ zin không lỗi, sơn xi màu trắng không đổi màu. Anh em mình mua xe này về chạy dịch vụ cũng rất là ok nhé. Quý vị chị bà con anh em đi qua để cho Khả Năng xin một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ kênh Khả Năng chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đó, tiếp theo thì anh em xin giới thiệu cho bà con các anh chị mẫu xe Kia K3 đời 2016, phiên bản số tự động, bản full kịch cửa lock túi khí phanh ABS động cơ 2.0, bản full cao cấp nhé các bác nhé. Mẫu này thì nhà em đang bán là 389 triệu đồng, đời 2016. Kia K3 này mang nước sơn màu đỏ biển Hải Phòng, tên tư nhân, xe đẹp, máy zin từ mặt thằn cò, keo chỉ zin hết không lỗi, không đâm đụng va chạm gì cả. Các vị anh chị nhìn sơn xì rất là đẹp luôn. Chiếc này thì Khả Năng mua ngay gần đây thôi nên là cũng rất là, à, nguồn gốc thì biết rất là rõ các bác nhé. Sơn xi đẹp, không phải làm gì cả. Cửa lóc, cửa sổ trời đẹp này, trả góp được các bác nhé. 26, 25, 16, số tiền nó lớn thì vẫn trả góp được. Bên em vẫn hỗ trợ cho anh em trả góp được. Mẫu này trả trước 50%, trả trước khoảng tầm khuôn 170, 180, còn đâu là lợi lại 200. Nào ok các bạn, đấy, xe nó mượt lắm này. Thực sự mà các bác này, trần này, nó xấu mỗi tí cái da bên phụ kia thôi, một tí tí thôi, còn đâu là rất là đẹp này. Cái đấy thì em khắc phục luôn các bác nhé. Ngày mai kia em mang đi bọc ghế này, nó đẹp. À, chỗ đấy thôi, còn rách rách thì cuối cùng còn con xe nó chủ từ đầu này. Đấy, anh em nên nhớ là người ta đi người ta giữ được cái bộ ghế da này chứng tỏ người ta đi cũng rất là ít nhé. Keo chỉ thì gì, nói chung là đẹp. Mà ông nào biết chơi xe ông chỉ chơi toàn 2.0 thôi, chấm to đi nó mới sướng. Còn nếu ông chạy dịch vụ thì ông nên lấy cái dòng tiết kiệm nhiên liệu một tí, nhưng mà đi nó yếu không bằng con này được. Còn nếu anh em mà đi dòng này thì tầm 6 lít mốt ngoài đô thị nhá, 7 lít 6 kết hợp này. Đấy, và nói chung là vừa đi phố vừa đi gì là 7 lít hơn 7 lít thôi. Thì em thấy dòng 2.0 như vậy là quá ok. Quý vị chị bà con, à, anh em đi qua nha, mình qua cửa hàng nha, mình ngó nghía thì xem. Alo cho Khả Năng ô tô nhé. Chiếc này màu đỏ đời 2016. Giá tiền rất là hợp lý đây, cruise control, ga tự động, xe nét căng luôn. Vâng, em Khả Năng đây. Được rồi, tắt máy luôn. Đây, keo chỉ zin hết các bác nhìn này. Đẹp chưa? Ghế điện nhá. Ghế điện này, điều hòa auto này, cửa sổ trời này. Phun đồ chơi phụ kiện, ghế ra theo xe. Nói chung là bọc thêm cái ghế cho nó sạch sẽ hơn tí nữa là đẹp. Ở tiếp theo thì i10. i10 đời 2015, 16 thì em bán rồi, biển 35 em bán rồi. Còn đây là đời 2015 vừa về xong, cửa tiền rất là rẻ, 168 triệu đồng thôi. Đấy, đời 2015 luôn. Mang nước sơn màu đỏ, nhập khẩu Ấn Độ. Bây giờ thì nhà em đang bán là con này biển 35 chứ hả? Con này biển 35 luôn. Tháo hồ sơ đi rút à? Đâu, con này biển 15 mà, con này mới về. Ui, tứ quý 2 một con 7 mà, dã man gì. 175 triệu đồng anh em ạ. Có một con 168 triệu đồng thì cũng tháo biển ra rồi nên em không để ý. Đây có 168 triệu có một con nhé. Con này 175 triệu đồng nhưng mà để cho anh em 170 thôi, ba hồ sơ sang tên. Không để ý gì các bác nhé. Anh em mình sang tên được đổi chủ, bên em hỗ trợ soạn gói cho bà con các anh chị luôn. Rất là nhiều xe và nhiều sự lựa chọn. Quý vị chị bà con nào anh em mình quan tâm được, anh em mình có thể qua cửa hàng trực tiếp làm việc với Khả Năng qua số điện thoại 0326062759. Khả Năng còn rất nhiều những mẫu xe mà chưa lên sóng được thì thời lượng có thật là một ngày thì lên 1-2 video các bác xem là chán rồi, nên là anh em nào ưng được trước nào anh em mình qua sớm anh em mình làm việc. Đấy, liên hệ với em Đăng qua số điện thoại 0326062759. Em Đăng chân thành cảm ơn mọi người và xin kính chúc tất cả vị chị bà con luôn luôn mạnh khỏe, thành công và may mắn. Hãy nhớ đăng ký kênh, follow và chia sẻ giúp em nhé. Khả Năng chân thành cảm ơn, xin chào mọi người trong video clip tiếp theo.